Chiều ngày 13 tháng 12, tại huyện Văn Giang, tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với huyện đoàn Văn Giang, câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương và Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Xuân Biên Giới Tết Hải Đảo năm 2022. Chương trình được phát động đến các cấp bộ đoàn từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được gần 1.400 cây gồm quất, hoa giấy và hoa mẫu đơn, 100 cuốn lịch Tết, gần 1.500 lít tương bẩn và hàng trăm kg nhu yếu phẩm như bánh đa, miến, trà hoa cúc và trên 40 suất quà, gần 4.000 thư thiếp chúc Tết với tổng trị giá trên 126 triệu đồng. Thông qua chương trình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biển đảo và biên giới đất liền. Thắt chặt hơn nữa tình cảm và tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc.